Chào các bạn nha, thì cũng lâu rồi mình không có làm việc clip về hướng dẫn bên cái điện thoại này các bạn. Thì hôm nay mình sẽ lên một clip để hướng dẫn các bạn cách để mà mình nâng 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 cao cái chất âm để mà mình nghe nhạc qua Bluetooth hoặc tai nghe được hay hơn nha. Thì các bạn lưu ý là mình đang sử dụng điện thoại Samsung nha các bạn. Và cái dòng mình là dòng S, thì dòng S tức là nó dòng khoảng tầm S9, S10 hoặc S20 đó các bạn. Hoặc dòng Note nha, nó đều có tính năng này. Còn cái dòng A thì mình cũng chưa có sử dụng qua cho nên mình không có biết nha các bạn. Thì các bạn nào có dùng dòng A mà nếu mà có tính năng này thì cứ để lại bình luận nha. Để xem mà để biết tham khảo nha các bạn. Ok, để đầu tiên thì các bạn vuốt xuống nha, vuốt cái thành thông báo thế này. Bạn vuốt thêm một lần nữa. Hoặc là vuốt trên này cũng được nha các bạn. Các bạn thấy cái biểu tượng cài đặt đây nè. Đấy, các bạn bấm vào nha. Hoặc là nhanh nữa thì các bạn cứ vào đây nè. Bạn vuốt xuống một lần nha. Vào cái vuốt qua kiếm cái Dolby Atmos nè. Nhưng mà cái cách mà nó dễ hiểu nhất các bạn cứ vào cài đặt nha các bạn. Đấy, sau các bạn đó các bạn vào âm thanh và rung nha. Thì mình cho vuốt xuống. Mình chọn vào hiệu ứng và chất lượng âm thanh nha các bạn. Sau đó các bạn bật lên, bật Dolby Atmos lên nha các bạn. Sau các bạn bấm vào đây một cái. Bạn chế độ mặc định nó thì cái nó để là tự động nha các bạn. Nhưng mình khuyên các bạn nên để chế độ nhạc nha. Rồi, ok. Sau các bạn vào bộ chỉnh âm nè. Các bạn chỉnh với mình. Thì mình bắt đầu từ thang 1K nha. Từ 1K sẽ tới 2K, 4K là nó là tiếng nha các bạn. Từ 500 tới 4K nó là âm tiếng nha. Thì các bạn cứ chỉnh giống như mình thôi. Cái 8K này với 16K là âm chép nha. Đấy, tùy theo cái cảm âm của các bạn nha, bạn chỉnh sao hay thôi. Còn cái từ 63 nè tới tới 250 là cái này là bass nha các bạn, âm trầm á. Thì các bạn chỉnh như thế này. Thì cũng nói chung cũng tùy vào cái dạng âm thanh các bạn, nhưng mà mình cân như thế này là chuẩn nha. Bạn cứ chỉnh như thế này là cái chất âm nó sẽ nâng lên, nó cải thiện lên cũng hơi nhiều nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là cái cách này á, thì nó có thể sử dụng được, mình chỉnh luôn được cho cái Bluetooth nha các bạn. Mình không cần biết các bạn dùng Bluetooth gì nhưng mà các bạn có thể chỉnh qua cách này được. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi các bạn chỉnh như thế thì đối với các cái bo Bluetooth rẻ tiền á, thì nó sẽ bị gần nó hơi bị dở âm á các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng nha, tại vì chất âm nó ra rất là ok nha các bạn, nó ra hay hơn là các bạn để mặc định nha. Thì clip này mình kết thúc tại đây nha các bạn có yêu cầu thì cứ để lại bình luận nha.